Hôm nay cô Hiền sẽ dạy các bạn một phương pháp thú vị để so sánh các phân số với nhau. Đề bài hôm nay là sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần: 3/5, 9/10, 5/8 và 7/9. Bước 1, chúng ta sẽ thêm 0 vào các tử số. Ta được các phân số mới là 30/5, 90/10, 50/8 và 70/9. Bước 2, chúng ta sẽ lấy tử chia cho mẫu tìm thương. Ta thấy 30 chia cho 5 thì bằng 6, 90 chia cho 10 thì bằng 9, 50 chia cho 8 thì bằng 6, dư 2. Do vậy phân số này sẽ lớn hơn 6. Và phân số cuối cùng là 70 chia 9, ta được thương là 7. 7 x 9 bằng 63, dư 7, do vậy phân số này sẽ lớn hơn 7. Đến đây, khi biết được thương của các phân số ở bước 1, chúng ta sẽ kết luận được thứ tự các phân số ở bước 1, đó chính là phân số lớn nhất chính là 90/10. Tiếp theo là 70/9 và 50/8, cuối cùng là 30/5. Đến đây, khi biết được thứ tự của các phân số này, bạn đã kết luận được thứ tự giảm dần của các phân số ban đầu chưa? Hãy tìm và comment cho cô biết đáp án của mình nhé. Đừng quên subscribe và mở chuông để nhận được những video clip tiếp theo.